À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma Trên kênh youtube Quảng Hà Tôn Lai like Vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lối Rẽ Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng ba cái mảnh đời của ba cô bé Đang ở cái tuổi vị thành niên Ở cái tuổi nó xảy ra rất là nhiều biến động trong tâm lý Đồng thời các cô ấy lại có một cái cuộc sống Nó cực kỳ là bế tắc Tất nhiên là mỗi cô gái đều có một cái mảnh đời riêng Nhưng nó có một cái điểm chung đó là rất bế tắc À, cái cô bé đầu tiên là cô bé My Đã bế tắc đến mức mà Bị dồn đến đường cùng Là đã giết người cha của mình Mảnh đời của cô mi sẽ như thế nào Còn hai cô bé còn lại ra sao? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2 à, Của lối rẽ tác giả Sư An Hãy ủng hộ tác giả Sư An ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like Nút chia sẻ video Để, để có comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện ở bên dưới Đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm chè bút chuẩn tân cương thái nguyên của a Tún trà móc câu nắng mới 3 lít rưỡi một ký đây là bịch 200 g gram cho nên là một ký các bạn uống được rất là nhiều đậm vị thơm à, giá cả bình dân trà nhài các bạn có thể là uống thưởng thức à, mùi hương nhài À, ngoài ra còn có cả trà sen nữa à, ngoài khi uống xong các bạn có thể là dùng cái cốt ba của nó đã nhạt nhạt hương chè thì nó vẫn còn cái hương nhài các bạn có thể pha làm trà sữa trà chanh trà đường à, hai cái muỗng cà phê các bạn có thể là pha được một ấm đặc và từ một ấm đặc đó các bạn có thể pha thành cốt cả một cái ca cho đá vào sách đi làm uống nguyên cả một ngày Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi, mít, bột trà xanh Và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc Mở ra rất là thơm chấm tất cả mọi thứ Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này Để được tư vấn à, mua những sản phẩm à, tốt nhất của Hà Tũng. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Lối Rẽ Tác giả Sư An nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng tiếng xe cộ chạy vào con ngõ cũng bắt đầu trở nên ồn ào cảm giác cô quạnh đêm qua bấy giờ mới vơi đi được đôi chút mi nằm dài ở trên nệm cơ thể rệu rã vô lực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mệt mỏi cho đến khi một bàn tay đầy máu đỏ vươn tới tốm lấy cổ chân của nó bàn tay này lạnh lẽo đến thấu xương mi co rúm lại cuộn tròn vào trong chăn để trốn cái lạnh ghê người ấy có cảm giác một cơn tê bút chạy dọc theo sống lưng truyền đến tận đại não mi run rẩy tự ôm lấy chính mình chiếc chăn dường như cũng nặng nề hơn cảm giác ẩm ướt khó chịu bùa vây tâm trí mi cảm nhận được một mùi tanh tuổi sọc lên mũi nó cố gắng mở mắt nhưng không tài nào hé mi được tâm trí của mi dần dần trở nên hoảng loạn nó vùng vẫy muốn thoát khỏi ảo ảnh màu đen tăm tối mi mi giọng của ông tâm văng vẳng truyền đến tiếng vọng dài và sâu đến mức bút óc mi càng lúc càng thêm hoảng loạn nó muốn bỏ chạy thế nhưng bốn phía xung quanh nó chỉ là một màu đen đặc không có nổi một điểm sáng nào đưa đường dẫn lối nó gào lên ông muốn gì ông muốn gì tôi trả mạng này cho ông ông đến đây mà lấy không có tiếng trả lời chỉ có tiếng cười khàn đặc vang lên khắp bốn bề không gian kinh dị đầu của my đau nhói nó đưa tay lên bịt kín cả tai để cho không phải nghe thấy những tiếng kinh dị đó. Ông im, ông im đi. Ông im đi, ông im đi. Tiếng cười càng lúc lại càng thêm âm vang. Từng chút từng chút, hành hạ tâm trí đang nặng nề. Những ảo giác cũng xuất hiện, những bóng trắng hiện ra trong bóng tối, nhanh như cắt mấy cái bóng thi nhau lướt quanh thân thể nhỏ bé của Mi. Mi kinh hãi nhìn theo. Một hai ba rồi bốn cái bóng thi nhau ẩn hiện khiến cho nó quay cuồng tài nó ủ đi rồi sau đó nó vật xuống tay chạm xuống đất để chống đỡ lấy thân mình mi cảm thấy một thứ nước ấm nóng dính ở trên tay mi giơ lên nhận ra đó là máu rất nhiều máu máu đỏ tươi dính đầy ở trên tay máu thấm vào quần áo Máu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể Toàn bộ khứu giác Chìm trong cái thứ mùi tanh nồng đáng sợ Mi chán ghét Mi bị đả kích Nó đứng vụt dậy Lê thân thể dã rời Cùng với thần trí hoảng loạn bỏ chạy Không cần biết phương hướng Chỉ cắm đầu mà chạy Nó như lạc vào một bãi biển đêm đen tối Ở đây gió lồng lộng cắt ra cắt thịt Ở dưới chân Nước biển được thay toàn bộ bằng máu Máu đỏ dần dần dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn như muốn nhấn chìm thân thể của mi xuống mi buông bỏ hét lên khàn giọng cổ họng truyền đến cơn đau nhói vì bị máu tươi ộc vào tơ máu vương đầy trong khóe miệng mi giật mình mở mắt trần nhà là một màu trắng toát mi liếc nhìn xung quanh vẫn là căn phòng vắng lặng và quen thuộc nó đã ngủ một giấc dài đến tận 3 giờ chiều Ánh nắng nhàn nhạt, nhạt, xuyên qua ô cửa Mang theo một chút hơi ấm tràn vào trong căn phòng Mi thở hắt ra một hơi Cổ họng bỏng rác Nó uể oải ngồi dậy Bàn tay chạm vào cái chăn Nó giật mình Cái chăn ướt đẫm một màu đỏ Mi quẹt lên trên miệng Vết máu khô đọng ở trên khóe mép Nhắc nhở Mi tất cả những gì nó nhìn thấy là thật Cùng lúc đó ở bên ngoài phòng có một thân người không toàn vẹn vừa lướt qua ngay sau đó là tiếng chân nhẹ nhàng truyền đến mi không tin giữa ban ngày lại có thể nhìn thấy ma như vậy nó cảm giác là tự mình hù mình mà thôi quên đi cơn đau ở trên trán ở cuống họng lê bước chân xuống giường mở cửa ra xem cánh cửa gỗ nặng nề rít lên những tiếng cọt kẹt cọt kẹt dùng mình trước mắt mi là một khung cảnh đầy quỷ dị cái đầu của ông tâm ướt đẫm dính liền với nửa thân mình đang lơ lửng giữa không trung bên dưới là hai cái cẳng chân đang bò theo cánh tay quơ quơ quào quào ở trên cầu thang ba phần tách rời như đang tìm nhau Lọ mọ lần theo từng bậc thang Chỗ có cái bồn nước Máu rỉ ra từ trên người của ông Tâm Rơi khắp cả sàn nhà Cái đầu của ông Tâm đột nhiên quay phát lại Con người trận trừng nhìn vào mi mi hoảng hốt Hét lên một tiếng ngã vật ra sàn ngất xỉu Cho đến tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên hai ba cuộc Nó mới thực sự tỉnh giấc Nhớ lại thân ảnh quỷ dị lúc chiều Mi run rẩy Bàn tay vô thức bấu chặt lại Nhìn thấy bản thân mình đang nằm ngay trước ban thờ của ông bà nội Mi kinh hãi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này Nó đứng bật dậy Lại nghe có tiếng lục đục lục đục lục. Từ trên tầng 3 Mi tái cả mặt Ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống cầu thang Vẫn mặc bộ đồ ngủ Đầu tóc rối bù Hướng ra ngoài cửa chính một giây phút nó cũng chẳng muốn ở lại căn nhà này nữa Mi cứ cắm đầu cắm cổ chạy Vừa ra đến cổng thì đã đụng vào người của Thủy Thủy và Thanh tan lớp học thêm Gọi điện cho Mi vài cuộc Mà nó không nghe máy liền tìm đến tận nhà Còn chưa kịp gõ cửa Thì đã thấy Mi từ bên trong chạy ra Bộ dáng hoảng hốt như là bị ma đuổi Mà tông trúng người của Thủy Cú va chạm mạnh khiến cho cả hai bật ngửa ra đất mi vẫn ngồi bất động bộ dáng hoang mang thấy mi thở dốc mặt mày tái mét trên trán vẫn còn vết nứt dài bằng đốt ngón tay thủy cũng quên đi cơn đau cả nó và thanh đều lo lắng đỡ mi dậy mày mày làm sao đấy mi mi ơi bình tĩnh bình tĩnh nào mi sao mặt mày tái xanh tái xám hoảng hốt đến như vậy thanh lay lay người mi mấy cái khiến cho mi bừng tỉnh nó lắp bắp đi đi khỏi đây đi hồi đây đã rồi tính đi mau thủy và thanh cũng không hỏi nhiều vội đỡ mi đứng dậy rời khỏi sân nhà thủy cởi áo khoác của mình choàng lên người mi che đi bộ đồ ngủ mỏng manh ba đứa ra khỏi con hẻm nhỏ ánh đèn đường leo lét từ trên soi rõ bóng người ở bên dưới bây giờ ba đứa chúng nó cũng không biết đi đâu về đâu nữa hay là hay là đến chỗ của mẹ tao Thủy đề xuất Chỗ mẹ nó đang ở tạm Chính là cái kho Của sau sân khấu nhà văn hóa huyện Liệu có được không Thanh nghi ngại hỏi My thì im lặng Lúc này nó chẳng thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác Nó chỉ muốn yên tĩnh My thật sự kinh hãi Nó cũng muốn mau mau Đến ngày rỗ của ông bà nội Để kết thúc tất cả những chuyện này đi Nó không muốn bị hành hạ thể xác và tinh thần như vậy nữa nó đã chịu đựng quá đủ rồi, nó đã sai khi giết cha mình, nhưng cha nó không có lỗi sao? Ông ta ở dưới suối vàng nên tự hỏi xem là mình có đáng chết hay không chứ? Mì vẫn chưa cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm. Ông bảo vệ, ông ấy cho mẹ tao ở tạm một thời gian. Giờ này mẹ tao cũng đi vào thành phố có chuyện rồi, cho con mì ở đó một đêm, chắc là không sao đâu. Thủy lại nói Vậy tự mình tới đó Mau lên Thủy dẫn bạn đến chỗ của Được coi là thánh địa riêng biệt Của hai mẹ con Chỉ có nơi này nó mới được gặp lại mẹ Cánh cửa cũ kỹ Giết lên Tiếng bản lề hoen dỉ xiết vào nhau Lối đi dẫn vào là một cầu thang cũ Bụi đóng đầy thành lớp Sân khấu với hai tấm màn màu đỏ lớn được treo ở giữa bị sứt móc một gốc màn rơi xuống để lộ ra một khoảng mù mịt đằng sau cánh gà nơi đây đầy bụi bặm và mạng nhện răng đầy tạo ra khung cảnh ghê rợn như trong mấy bộ phim kinh dị vậy bậc thềm dẫn lên sân khấu đã bị mục giữa những mảng xi măng rơi rớt mấy khung chữ làm bằng mút phủ đầy bụi bẩn được dán ghi tên chương trình Chương trình gần nhất được biểu diễn ở sân khấu này cũng đã trôi qua được 4 năm. Từ ngày nhà văn hóa này ngưng hoạt động để trùng tu đâu đó được độ một năm thì hết kinh phí. Vì vậy, hoạt động tu sửa cũng tạm dừng, sân khấu bị bỏ hoang từ lâu. Khắp nơi hoang tàn như vậy cũng là dễ hiểu. Mấy lớp dạy võ ở bên ngoài cũng dần dần được chuyển đi nơi khác vì thiếu thiết bị và ánh sáng. Phần khác cũng là vì tin đồn sân khấu này có ma. Nhà văn hóa huyện Lúc này, lúc chiến tranh được xây dựng chính là trên một nghĩa địa. Được chính quyền dựng ở đây dành cho hoạt động giải trí của người dân. Sau gần 10 năm xuống cấp thì được trùng tu nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị dừng lại, người ta chỉ nói rằng là thiếu kinh phí, đại khái như vậy.Chú bảo vệ ở đây lâu năm cũng là chỗ quen biết với mẹ của Thủy, cho nên để mẹ nó ở tạm.Chú nói nếu như không sợ ma thì muốn ở bao lâu thì ở. Dù gì nơi này cũng chẳng có người qua lại lui tới Mẹ Thủy Vì không có nhiều tiền Đành phải chấp nhận ở một cái nơi hoang tàn Cũng chỉ cần có chỗ ngả lưng là được Chứ đâu cần gì nhiều Nằm nghỉ đi Mặt mày tái xanh hết cả vặt Thủy và Thanh dìu mi nằm xuống cái ghế băng Đặt ở giữa sân khấu Lấy chai nước suối ở trong cặp Khui ra cho mi uống Thanh lo âu Mày lại bị ông ấy đánh nữa à My nghe nhắc đến cha mình thì bất giác dùng mình. Tỏ ra cực kỳ chán ghét, bực bội. Nó lắc lắc đầu. Không. Thế, thế làm sao? Có bao giờ tao thấy mày sợ như thế đâu. My chỉ trả lời qua loa. Tao, tao ngủ không ngon. Tao, tao nằm mơ thấy ác mộng. Thủy hỏi. Thế nên đêm qua mày mới gọi tao sao? Ừ. Thế, tối nay bọn tao ở đây với mày được không? Ừ. Thanh thắc mắc hỏi mà mày làm mơ thấy cái gì mà mày sợ ghê thế? My suy nghĩ một lúc rồi đáp: Tao, tao mơ thấy mà. Thủy nhìn Thanh đầy ái ngại, My mà chúng nó biết từ trước tới giờ có phải loại người yếu đuối như vậy đâu? Mà nhìn bộ dáng thần hồn nát thần tính lúc này thì quả thực là không ổn. Có lẽ nó đã thực sự gặp ác mộng, là còn một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Thanh cũng không suy nghĩ nhiều Tháo sợi dây chuyền mặt Phật đang đeo trên cổ xuống Sợi dây chuyền này là của cha dượng nó mua cho Lúc mẹ nó mới mất Dạo ấy ông ấy cũng hay gặp ác mộng Thấy mấy thứ bậy bạ Cho nên ông ấy tìm mua Nhờ sư thầy trong chùa chỉ chú Lên sợi dây chuyền Rồi đem về cho nó đeo Lúc đó nó cảm thấy cha dượng của nó Tốt với nó lắm Thế nhưng dần dần về sau Càng ngày ông ấy càng lộ rõ bộ mặt sau này nó cũng không còn mộng mị nữa cho nên sợi dây chuyền này nó cảm thấy không còn cần thiết này thấy mi sợ hãi như vậy nó muốn đưa cho mi cảm thấy lúc này mi cần sợi dây chuyền này hơn để cho mi an định tâm thần lại một chút thanh định đeo sợi dây chuyền lên cổ cho mi thế nhưng mi lắc đầu dây chuyền này của mày à nhưng nhưng mà bây giờ mày cần nó hơn tao Mang Phật bên mình thì không có ma quỷ nào dám lại gần cả Yên tâm đi Mình nghĩ cha nó bây giờ có khác gì là ma quỷ đâu Nó muốn ít nhất là phải đến ngày đám dỗ Nó phải bình yên để cúng ông bà một bữa thật đàng hoàng Lúc đó rồi muốn ra sao cũng được Bởi vậy nó mới chịu để cho Thanh đeo sợi dây chuyền lên cho mình Người ta có câu ngẩng đầu ba thước có thần linh Giờ phút này mi tin vào điều đó Nó nói khẽ lầm bẩm Cảm, cảm ơn chú mày mi cũng cảm thấy mình thật là còn may mắn Khi có được hai người bạn Như Thanh và Thủy Thanh nhìn bạn Phủi tay nói bâng quơ Tựa như đang tự nói với chính mình Ơn nghĩa gì? Bọn mình là bạn mà Thế mày như vậy Chúng ta cũng chẳng yên tâm Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này Tương lai của bọn mình sẽ tươi sáng hơn Thủy tiếp Ở lại đây đi, khỏi cần về nhà Lỡ về rồi ông lại đánh cho Cả hai đứa đều lo sợ Việc ông Tâm đánh đập mi Nhưng chẳng thể ngờ được Ông Tâm đã chết thảm Lại còn chết dưới chính tay của mi vậy mi thấy hai đứa bạn không nghi ngờ gì Cũng yên lòng hơn đôi chút Nó cũng không muốn liên lụy đến bạn mình Thanh nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 8 giờ tối Mặc dù không muốn về căn nhà đó Rồi nó cũng vẫn phải về Thôi chúng mày đi về đi Trễ như vậy không khéo dượng mà la đâu vậy thủy tối nay ở lại với nó nhé, tao tao phải về rồi mà này mày đừng có ra ngoài trời tối nguy hiểm lắm đó, ở đây tao có ổ bánh hai đứa chia ra mà ăn sáng mai tao mua đồ cho thanh cầm lấy ổ bánh mì trong cặp đưa cho thủy rồi từ dã các bạn về nhà căn nhà mặt tiền rộng rãi ngay con đường tỉnh lộ ở phía trước đầy những ô gạch nhiều hoa văn đặc sắc cha dượng của thủy là một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng giàu có dư giả từ ngày lấy mẹ của nó về Chưa bao giờ để hai mẹ con phải khó khăn hết Thủy có cuộc sống màu hồng Cho đến khi mẹ gặp tai nạn Kể cũng lạ Mẹ nó biết bản thân lái xe yếu Cho nên ít khi tự mình ra đường Hàng ngày đều có cha dượng trở đi Đi chơi, đi đâu cũng vậy Nhưng buổi tối cái định mệnh đó Nó không biết vì sao mẹ nó lại tự dưng một mình Chạy chiếc xe tay ga ra đường Để rồi bị tai nạn thảm khốc Nhìn thấy thi thể của mẹ đầm đề máu tươi Thanh lúc đó tưởng ở hồ đã phát điên Nó khóc tức tưởi Ở hành lang bệnh viện Cha dượng của nó thì cứ đứng bần thần ở đó Nét mặt của ông trầm tĩnh đến lạ Không rõ là vì quá đau khổ Hay đã cảm nhận được sự việc nào đó Ông lặng lặng lo chu toàn đám tang cho vợ Sau khi quan tài mẹ nó được người ta hạ xuống hố huyệt Cha dượng nó biến đi đâu mất mấy ngày liền Công việc kinh doanh cũng tạm ngưng cả một tuần lễ Cho đến khi quay về Thì nó mới biết là ông lên chùa Đưa cho nó một sợi dây chuyền mặt Phật Mà lúc nãy nó đưa cho mi Bản thân ông ấy Cũng đeo một sợi dây Giống như vậy Ông ấy coi đó như là một lá bùa bình an Hộ mệnh bên mình Thanh cảm động Cho nên đeo sợi dây chuyền đó trên cổ mãi Nó nghĩ Bản thân mình sống một đời an yên là niềm an ủi lớn với mẹ nó ở trên trời. Thời điểm đó nó cũng có suy nghĩ là sẽ hết lòng báo hiếu cho cha dượng, coi cha dượng như cha ruột của mình vậy. Thế nhưng thực tế sau đó thì lại không êm đềm như là cách nó mong muốn. Cuộc sống vốn dĩ đang tốt đẹp của nó chỉ sau có một năm đã rất bắt đầu trở nên tăm tối, u ám đến mức một đứa học sinh giỏi tâm tính lúc nào cũng tươi sáng như nó trở nên thô mình khép kín Ngoài những lúc đi học Nó chỉ muốn cứ giúp mãi ở lớp học thêm Chẳng muốn về nhà Căn nhà rộng lớn tràn ngập tiếng cười Và những bữa cơm ấm áp mà mẹ nó hay chuẩn bị lúc trước Đã hoàn toàn biến mất Này lại về trễ về thành Ông Hoàng chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Khải hoàn lớn nhất cái huyện này Lúc cưới mẹ nó Ông ta cũng đã ngoài 40 bộ dáng cao lớn gương mặt trung niên không có quá nhiều nếp nhăn quần áo lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm tóc tai cắt cao trẻ ba bảy trông rất gọn gàng khi ông cười để lộ trên khuôn mặt nét hiền hòa điềm tĩnh của một người làm ăn có uy tín lời nói cũng có chừng mực nhất định luôn luôn ôn hòa với tất cả mọi người tuy bây giờ đã già hơn một chút khi sắp bước vào tuổi ngũ tuần mà trông ông vẫn còn rất phong độ nhưng chỉ có Thanh mới biết rằng là đằng sau bộ mặt đạo mạo đứng đắn đàng hoàng kia Lại là một kẻ lòng lang dạ tho sói dơ bẩn Thanh phát hiện được từ khi mẹ mất Ông Hoàng dần thay đổi Lộ rõ ra bản chất thật Thấy Thanh chậm chạp không trả lời Ông nói luôn Mày cầm mới sao vậy Dượng hỏi Sao không trả lời Thanh nén tiếng thở dài Cô, cô, cô giáo đổi lịch học thêm của nhóm cho nên con về trễ. Ông Hoàng nhìn chằm chằm vào đứa con riêng của vợ. Năm nay đã 18, bước vào cái tuổi trăng tròn đẹp đẽ tươi tắn nhất. Thật là có dáng dấp của một thiếu nữ xinh xắn. Có thể dự đoán được chỉ vài năm nữa thôi. Đợi thời gian ấp ủ lắm đọc, rửa sạch duyên hoa rồi. Cái phần xinh đẹp này nó sẽ nở rộ đến cực hạn. Nhất định là sẽ kinh diễm bốn phương. Được rồi Để dựng nói vị, với cô vâng. giáo Chứ không nên đi về trễ như vậy Ông Hoàng nheo mắt nghi ngờ Còn Thanh vẫn cứ rất đổi bình thản Không để lộ bất kỳ điểm gì Rằng là nó đang nói dối Nhóm, nhóm học buổi tối ít người Như vậy Như vậy nó 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 cũng dễ tập trung hơn ạ à. Dượng, dượng không cần nói với cô đâu Ông Hoàng không nói gì thêm, ánh mắt của ông cũng dần dần trở nên lờ đờ, bộ dáng siêu vẹo đi vào trong. Thanh tránh được một phen, dò hỏi cũng rất nhanh đi về phòng riêng. Nó thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay, ông Hoàng không bắt nó ăn cơm cùng với ông ta. Từ ngày dượng nó đưa một người phụ nữ khác về thì những bữa cơm của Thanh cũng bắt đầu trở nên kỳ quặc. Thanh ghét người đàn bà mới này của ông Hoàng, người phụ nữ ấy cũng đã ba mươi mấy gần bốn mươi sấp xỉ bằng tuổi cùng khuôn mặt na ná như mẹ nó chỉ có thân hình là đẫy đà hấp dẫn hơn mẹ nó một chút nhìn cách ăn mặc của bà ta thanh đoán có lẽ cũng là dân làm ăn trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền đá quý cái nhẫn hột xoàn sáng trưng nổi bật trên làn da trắng muốt một cảm giác sang trọng quý phái có cảm giác như là thân hình đó được bà ta bảo dưỡng khá tốt. Bà ta mẫu một lần khi nấu ăn xong đều sẽ dọn bàn ăn một cách đẹp đẽ, hiện lên trong mắt gây cảm giác thèm ăn. Đến nỗi ông Hoàng ăn mãi như là bị nghiện đó, bữa nào ông cũng ăn một cách ngon lành. Thanh khi tắm rửa chuẩn bị ngồi vào bàn học, thế nhưng sự đời lại không êm đẹp như nó mong muốn. Tiếng rên rỉ của cha dượng và nhân tình từ bên ngoài truyền vào tai, Thanh nhíu mày khó chịu. Nó vội vàng lấy cái tay phone đeo vào, mở hết cỡ âm thanh để xua đi cái tiếng dục vọng kia. Người đàn bà ấy quả thật là lẳng lơ, đến cả cái tiếng gen của bà ấy cũng đầy khoái cảm như vậy. Trà dượng của nó bị mê hoặc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái việc đáng ghét nhất chính là hai người bọn họ lại làm cái chuyện ấy ở giữa nhà, không hề quan tâm đến sự có mặt của Thanh ở đây. lần đầu tiên thanh phát hiện được là lúc bọn họ đang quan hệ ngay trước di ảnh của mẹ ông hoàng dường như muốn tìm thấy sự kích thích ở những nơi như vậy bị thanh nhìn thấy ông ta chẳng những không ngại mặc lại còn hì hục hơn ánh mắt lờ đờ nhìn chăm chăm cái thân hình của nhân tình ở bên dưới hiện lên đầy dục niệm người đàn bà trơ trẽn ấy cũng không biết ngại thậm chí lúc ấy bà ta còn kêu la lớn hơn Thành thường mẹ nó bao nhiêu Thì lại càng ghét ông Hoàng và người đàn bà kia bấy nhiêu Nó muốn về nhà ngoại Nhưng bà ngoại nó bệnh nặng Làm sao có thể nuôi nổi nó Nó cũng không muốn trở thành gánh nặng Và nỗi lo của bà lúc gần đất xa trời Nhà nội của nó thì còn tệ bạc hơn Khi còn không cả nhận chóng Thậm chí Còn không cho cả nó vào nhà Thanh đành phải nhẫn nhịn tiếp tục ở cùng với cha dược Thanh biết mình học giỏi Nó không muốn hủy hoại tương lai của mình Cho nên nó cắn răng Tiếp tục để được đi học Nó mong mỏi từng ngày từng ngày để tốt nghiệp lớp 12 Cố gắng để lấy học bổng Để mong sao có thể rời khỏi cái nơi địa ngục này Cơ như vậy Dần dần, dần dần Những lần bắt gặp ông Hoàng cùng với bà nhân tình càng ngày càng nhiều cho đến khi thanh cũng trở nên quen nó có mắt mà làm như là mù vậy coi như là không nghe không thấy không biết gì cả ông hoàng và người đàn bà đó dường như không muốn để cho nó sống yên ổn nghĩ ra cách để hành hạ tinh thần của nó họ xem thanh như là một món đồ chơi tùy ý tra tấn thần kinh mỗi bữa cơm đúng giờ ông hoàng đều bắt nó xuống ăn cùng mình và tình nhân bữa cơm sẽ chẳng có gì để nói nếu như trên màn hình tivi là những thước phim người lớn đầy kích thích. Thanh bị một trận kinh hoàng. Nó vùng vằng đứng dậy muốn bỏ đi. Thì không ngờ ông Hoàng ông túm nó kéo lại. Giọng của ông hằn học. Nếu con không ăn hết bữa cơm này. Thì con đừng có nghĩ đến cái chuyện đi học nữa. Ở nhà đợi đến tuổi rồi đi lấy chồng. Thế thôi. Ngữ khí của ông Hoàng không giận mà uy khiến cho thanh chùn bước nó nhìn gương mặt nghiêm nghị của cha dượng mà trong lòng dâng lên một cảm giác uất hận con người của thanh bản tính không cứng cỏi như mi cũng không ngoan cường được như thủy nhưng nó có tính nhẫn nhịn phi thường nó uất ức rồi tiếp tục cúi xuống mà ăn miệng ăn cơm không khác gì như là nhai sỏi nhai đá nó chăm chăm nhìn vào chén cơm không nhìn lên màn hình Nơi đó chiếm những thứ dơ bẩn Những âm thanh bẩn thỉu vẫn lọt vào tai Khiến cho nó cảm thấy cực kỳ ghê tởm Ông Hoàng nhìn nhân tình Rồi mỉm cười để đê tiện À đàn bà không biết xấu hổ kia Cũng được đằng chân Lân đằng đầu Ông hẹo nói với Thanh Bằng ánh mắt cực kỳ ám muội ngẩng cái mặt lên Vừa ăn vừa xem TV mới thú vị chứ Thanh <laughs> Bà ta cũng muốn khiêu khích rồi đưa tay bút ve dọc khuỷu tay trắng nõn của thanh một cách để mơn trớn một trận tê dại kinh dị truyền khắp thân thể sóng lưng của thanh dâng trào một cảm giác kinh tởm dường như tất cả da gà da chó của nó nổi lên cùng cụm cực kỳ khó chịu hơi thở ám muội cùng với mùi nước hoa nồng đậm của bà ấy làm cho thanh muốn nôn mửa tất cả những gì vừa ăn được nó nghiêng mặt cau mày đẩy bàn tay dơ bẩn của bà ta ra khỏi người mình nó cắm cúi ăn thật nhanh chén cơm Rồi bỏ lên trên phòng Trước sự khó chịu và ánh mắt khinh bỉ đó của Thanh Bà ta vẫn không hề bực bội Mà chỉ nheo mắt nhìn theo đầy thỏa mãn Trong căn nhà rộng lớn, sang trọng Nhưng lại ở với những con người dơ bẩn như vậy Thanh giống như là một bông hoa chớm nở Mang theo sự thuần khiết Bà ấy vừa nhìn đã trúng ngay đứa con mới sinh mới lớn xinh đẹp này sự sạch sẽ của thanh dường như càng làm nổi bật cái vẻ già nua xuống sắc không đứng đắn của bà ấy bà ấy từng bước từng bước muốn nhúng chàm cái sự trong sáng sạch sẽ đó của thanh điều đó khiến cho bà ấy cảm thấy hết sức hà dạ câu dẫn được một người đàn ông trung niên như ông hoàng không có gì là khó bằng chứng là chỉ một thời gian ngắn ông hoàng đã mê bà ấy như điếu đổ Bà ấy không thú vị. Nhưng nếu như dụ dỗ được một thiếu nữ thanh thuần nguyên vẹn như Thanh. Mới là điều làm cho bà ta thích thú. Những gì ông Hoàng làm đều là do bà ta từng bước từng bước dẫn dụ sai khiến. Theo như ý mình. Trong mắt của bà ấy. Thanh giống như là một con cừu non. Một miếng mồi ngon mờn. Những bữa ăn bất ổn như vậy kéo dài được vài tháng. Những bữa cơm gia đình tưởng ấm áp nhất. Thì cũng là niềm ước mơ khát khao của vô số người khốn khó ở ngoài kia nay đối với thanh nó giống như là một cơn ác mộng mà có đến chết cô cũng không muốn đối diện thanh tìm cách ở trường cả ngày cùng với đó là những lớp học thêm cũng được đăng ký lịch dày đặc hơn thanh cắm đầu vào học ông hoàng thế vậy cũng không hề keo kiệt mỗi tuần đều đặn cho tiền nó dư giả để đóng học phí để tiêu xài đây là điều mà bà nhân tình kia xối dục ông ta dùng tiền để trói buộc đứa trẻ. Cho nó chi tiêu thoải mái cho đến khi nó đã quen với cuộc sống dư giả. Dạ. Không làm chủ được kinh tế. Dần dần phải phụ thuộc vào người cho nó tiền là ông. Kiên nhẫn tới nước cho cái mầm non chờ đợi để thời cơ thu hoạch được trái ngon mà họ mong muốn. Đêm nay cũng vậy. Những âm thanh đầy nhục dục kia đang vang lên ở bên ngoài ám ảnh tâm trí của nó. Thanh cực kỳ ghê tởm cuộc sống như thế này. Phải chịu đựng một thời gian dài, dài như vậy. Âm thanh càng lúc càng gần, mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng là hai người bọn họ đang làm cái chuyện đáng xấu hổ kia ở ngay trước cửa phòng của nó. Thấy tai phone dường như không có tác dụng. Nó khó chịu trùm chăn Che kín đầu Vùi mặt vào cái gối dày Để không phải nghe thấy những âm thanh gây tỏng Tiếng rên rỉ thưa thớt dần Nhường cho những hơi thở dốc đầy mệt mỏi Của người đàn bà Em chịu hết nổi rồi sao Nói đi Nói cho anh nghe đi Em chịu hết nổi rồi phải không Ông Hoàng thỏa mãn Tiếng nói như xuyên qua không gian Chuyển đến văng vẳng Bên tai của Thanh Đứa trẻ vừa tròn 18 Đang phải chịu đựng những thứ dục niệm Thấp kém của hai con người đồ trụy Thanh mặc dù đỉnh điểm khó chịu Nhưng cũng vẫn phải bất lực mà chịu đựng Em Em không ngon bằng con bé kia Em Bà ta nhỏ giọng theo thào bên tai ông Hoàng Như là một sự kích thích Ông ta cũng thấp giọng đáp nhưng mà nó chưa đủ tuổi Em muốn anh đi tù à Ông Hoàng tựa lưng vào cửa Cánh cửa kêu lên đánh đùng một tiếng Làm cho Thanh ở bên trong giật mình Thì đợi sang năm nữa thôi Sang năm nữa thôi Bà ta dẫn dụ Ông Hoàng ẩn ý đáp Nhưng anh lại không thích Cỏ non như nó Nó không thú vị Rượu lâu năm như em Nó mới cuốn hút Nào lại đây Hai con người ấy vẫn cứ tình tứ nói chuyện Mặc cho một tâm hồn trong sáng Vẫn âm thầm gây tòm ở bên trong Ông Hoàng lại tiếp tục thì thầm Anh biết là em cũng thích nó Cho anh kiểm duyệt xong Anh sẽ giao cho em thưởng thức Chừng đó Em muốn nhai muốn nuốt gì Là của em Bà ta cười một nụ cười gian xảo Anh mà chịu nhường con bé đó cho em á <laughs> Nên em thích là được rồi Em là nhất Mọi điều em muốn Anh sẽ chiều mà Cả hai người bọn họ cười khúc khích đầy thỏa mãn Dường như cuộc giao dịch đã được thành Mầm móng xấu xa len lỏi Vào trong tâm trí Vốn đã đen tối của những đứa trẻ Biến thái Dần dần lớn lên sẽ trở thành những con người biến thái Và sẽ trở thành những kẻ biến thái đội lốt Doanh nhân thành đạt Ở trong ngôi nhà này Ở trong phòng Thanh nắm chặt lấy ga giường Cảm giác uất hận dâng lên ở trong lòng Hận đến thấu xương Thế gian lại có những kẻ đáng sợ Vô lêm sỉ đến như vậy Họ tưởng những gì họ nói nó không nghe thế sao Đúng là một lũ đồi bại Thanh nghiến răng cố chịu đựng cơn phận uất Nó nhách miệng cười Tôi sẽ không ngồi yên Để cho các người tùy ý định đoạt cuộc đời tôi đâu Còn lâu Còn lâu là các người Là các người bất nhân thì đừng có trách Đừng có trách tôi bất nghĩa Cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào Hai con người kia cuối cùng cũng chịu rời đi Trả lại cho thanh không gian yên tĩnh Nó hít sở thật sâu Sau thời gian dài gục mặt dưới gối Cho dù là tâm trạng rất đỗi nặng nề Nhưng Thanh vẫn cố ngồi lại bàn học nó cố tập trung đầu óc cố lấy lại tinh thần để làm bài nó biết bản thân mình phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa ở phía sau nó không còn chỗ dựa bản thân nó phải trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ chính mình và nó biết học tập là con đường duy nhất để thoát khỏi cái hoàn cảnh trơ trêu này không biết có bao nhiêu lâu thanh mệt mỏi ngủ gục trên bàn học Chìm vào giấc ngủ khi trên tay vẫn cầm cây bút Giấc ngủ không sâu khi cả thân thể đau ê ẩm Thanh mơ hồ cảm thấy vô lực Hai chân mệt mỏi đi trên một con đường vắng Thứ ánh sáng leo lét từ phía đối diện Là cái bóng đèn sáng quắc Từ xe hơi đang lao đến Nó đứng giữa đường bị động Chờ đợi chiếc xe đâm Thanh nheo mắt nhìn chiếc xe Bất giác nó giật mình hét lên Cơn sợ hãi tràn ngập tâm trí Giây phút ấy nó thực sự hoảng loạn Nó nghĩ là nó sẽ bị tiếc chiếc xe tông chết mất Chiếc xe lao nhanh đến nỗi Mỗi lúc một gần Hai chân nó như bất động muốn chạy Nhưng không thể nào nhấc lên được Khoảnh khắc chiếc xe sát một bên thân thể Thanh theo bản năng nhắm tịt mắt Miệng hét lên đầy kinh hãi Nhưng cũng chỉ nghe một tiếng đùng vang dội Tiếp theo đó là tiếng kít đầy ám ảnh Của thứ gì đó Và ma sát với mặt đường Thanh hé mắt nó kinh hồn khi thấy chiếc xe tay ga cũng rất quen thuộc cùng với thân thể bất động máu me của mẹ nó một thân thể không còn nguyên vẹn máu tươi ọc từ khóe miệng tơ máu vương đầy bên mép hơi thở thoi thóp hai bên chán dính đầy đất đá thân thể của mẹ thật đáng thương nằm giữa đường vắng không một ai nhìn thấy thanh vừa gào khóc trong màn đêm vừa gọi có hay có không cứu mẹ con với cứu mẹ con với trời ơi chiếc xe hơi vừa tông mẹ nó lại dồ ga bánh xe nhích lên về phía trước nhẫn tâm cán ngang qua cơ thể của mẹ thêm một lần nữa thanh ôm chầm lấy cơ thể của mẹ nhắm mắt chịu đựng chiếc xe xuyên qua người nó rồi chạy mất hút trong khoảng không gian tăm tối biến mất như chưa từng xuất hiện trong khoảnh khắc cuối cùng ấy Gương mặt Thanh nhìn thấy không ngờ lại chính là gương mặt của ả tình nhân của cha dượng nó bây giờ Bà ta một mặt bình tĩnh với đôi mắt sắc ngược Đường kẻ sắc lẹm, mí mắt vuốt mascara trong vút Ánh mắt hờ hững mà lái xe rời đi Ánh sáng đỏ âm u từ chiếc đèn hậu của chiếc xe hơi Làm cho Thanh đau nhức hai bên thái dương Cơn đau nhói chuyển đến khiến Thanh khó chịu Nó mất trồm dậy đuổi theo chiếc xe để giết chết bà ấy để trả thù cho mẹ nó nhưng cánh tay của mẹ lại bấu chặt lấy rồi lắc đầu mẹ sức tàn lực kiệt không thể nói được gì khung cảnh lại tiếp tục xoay nhanh như gió thổi thanh nhất thời không theo kịp đầu đau nhức mắt hoa lên nó lại nhìn thấy cái hôm người ta chôn mẹ gương mặt đau buồn của ông hoàng làm cho nó thấy hết sức giả tạo ghê tởm nó mới để ý đến người đàn bà tình nhân cũng đã có xuất hiện bà ta mặc một chiếc váy đen khuôn mặt ma mị đứng lẫn trong đám người đưa tang khóe miệng của bà ta nở lên một nụ cười quái dị nhìn chiếc quan tài đang từ từ hạ xuống lòng đất những cảnh tượng như những mảnh vỡ đan xen vào nhau thanh lại nhìn thấy hai người bọn họ lõa thể trong một căn phòng kín bờ lưng nột nà của bà ta vẽ đầy những hình thù quỷ dị nụ cười âm vang như gần như xa làm cho thanh cực kỳ chói tai Bà ta đeo lên cổ ông Hoàng một sợi dây chuyền mặt Phật Nhưng mặt Phật đó lại dính đầy máu tươi Ông Hoàng như bị thôi miên để mặc cho bà ta dùng dao Cứa từng đường lên cơ thể Máu dỉ ra Bà ta dùng tay vẽ lên những dòng chữ ngoằn ngoèo Giống như là bùa chú Trong những cái bộ phim kinh dị của Thái Lan Nhìn đến là gây tởm Máu và mồ hôi nhễ nhại tạo thành cái thứ mùi ngột ngạt Tiếng trú niệm âm vang thì thào bên tai Khiến nó nhức cả đầu Cảm giác lạ lẫm như có hàng ngàn con rắn rết bò ngọ ngoại bên dưới lớp da thịt Ngứa ngáy, ngột ngạt Nhưng không tài nào xoa dịu được Cảm giác trái tim đau nhói Tựa như là một vực sâu không đáy Không gì có thể lấp đầy Hơi thở ở lồng ngực Đi lên nhưng không xuống được Kẹt ngay ở đó Nó ngột ngạt đến phát hoảng Ánh mắt sắc lẹm của bà ta bỗng nhiên quay phát về phía Thanh đang đứng Nó chuyển thành màu đỏ Nổi bật trong căn phòng Thanh có cảm giác tựa như là mình bị phát hiện Phản ứng đầu tiên là cô giật mình Hoảng hốt hét lên Cuối cùng trồm dậy Mồ hôi chảy từ trên trán xuống ướt đẫm trên trang giấy Cảm giác ám ảnh Nó vẫn hiện rõ mồn một Nó đang choán với tâm trí nhìn đống đề cương nằm hỗn loạn ở trên bàn thanh thở hắt ra hoa ra chỉ là một giấc mơ một cơn ác mộng nó như được chứng kiến lại cảnh tượng cái đêm mẹ nó chết thanh hoảng hồn khi nhớ lại không lẽ người tông chết mẹ nó chính là bà ta thanh lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ ấy có lẽ do mỗi ngày đều nhìn thấy bà ta sự chán ghét của bà ta cũng cứ len lỏi vào trong tâm thức của thanh thế nhưng thế nhưng còn cảnh tượng hôm đám tang rồi khung cảnh kỳ dị trong căn phòng tối thì sao Thành tua lại trí nhớ cố sắp xếp những gì mình nhìn thấy một cách có trật tự nhất nhưng cũng không cảm thấy xác thực đó đều là những chi tiết những mảnh vụn không khớp nối với nhau có lẽ chỉ là một giấc mơ nó hoàn toàn không có chứng cấu gì cả thân xác của mẹ nó nay đã nằm sâu dưới ba tấc đất nhưng sợi dây chuyền mặt phật của ông hoàng đeo là sự thật thanh nhen nhóm một sự hoài nghi trong lòng hôm sau là chủ nhật buổi sáng sớm thanh đã rời khỏi nhà trước cả khi ông hoàng và người đàn bà kia thức dậy có những ngày ả tình nhân kia sẽ ngủ qua đêm tại nhà của nó nó ghê tởm đến mức chỉ muốn thức dậy thật sớm để khỏi phải nhìn thấy bộ mặt khó ưa của bà ta thanh mô đồ ăn sáng đến chỗ của my và thủy nó đạp xe nhanh hơn một chút vì sợ hai bạn của mình đói. Dừng xe trước cổng nhà văn hóa rồi xách đồ đi vào. Chú bảo vệ lúc sáng sau khi mở cửa cũng đã ra chợ ăn sáng, uống cà phê. Thanh đến thì không có ai cả. Nó tự nhiên mở cửa rồi đi vào. Phải đi qua một đoạn hành lang dài mới tới được sân khấu. Bước qua khoảng sân xi măng trống của lớp học võ. Mấy chiếc đai xanh đỏ treo trên giá. Cảm giác hoang tàn, bị gió thổi bay bay, trông rất đáng sợ gần đến đoạn rẽ đi thẳng là sẽ lên sân khấu rẽ trái là sẽ ra đoạn hành lang ngắn dẫn sang khu để đồ dụng cụ biểu diễn thanh đi chậm lại đôi dép của nó như dẫm phải thứ gì như là một chất keo lỏng dưới nền dính chặt bước chân cũng trở nên nặng nề hơn cúi đầu nhìn thì không có gì cả đế dép vẫn rất sạch thanh lại có cảm giác trên vai mình cứ nặng nặng như có thứ gì đó đeo bám cổ và gáy ngứa ngáy như kiểu là có ai dùng tăm bông nó ngoáy vào thanh theo bản năng đưa tay lên phổi phổi cái cảm giác khó chịu kia thành gỡ xuống giơ ra trước mặt để xem Hóa ra là cái mớ mạng nhện dối ren Mỏng manh vướng ở trên tóc Thanh phủi tay cho bay hết Sau đó lại sờ ra sau gáy Và đầu tóc xem có còn dính nữa không Nơi đây cũ kỹ bẩn thỉu Xem ra mẹ của Thủy Đúng là nghèo rớt mùng tơi Rồi mới phải chịu ở cái nơi như vậy Mặt khác Đây cũng được coi là một nơi kín đáo không phải là ai cũng có thể nhớ được đến nơi này đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt thanh khựng người cảm giác ớn lạnh bao phủ thân thể của nó đoạn rẽ qua hành lang nó thấy một bóng người tóc dài lướt qua không lẽ là mẹ của thủy đã về rồi hay sao không mẹ của thủy tóc đâu có dài người cũng không cao như vậy thanh nhíu mày cố nhớ cái bóng đấy rất quen chỉ là nhất thời chưa thể nào nhớ ra được dáng người của mẹ thủy cũng không được thẳng tắp sang trọng như vậy theo bản tính tò mò vốn có nó lập tức đi nhanh hơn đuổi theo để xem cái bóng là ai tiếng dép của thanh vang lên giữa khoảng không yên tĩnh tịch mịch đến cuối đoạn hành lang thì nó dừng lại Nơi đây chỉ có một khúc, không có phòng ốc nào khác, lại là ngõ cột. Người ta dùng để chứa dụng cụ trang trí sân khấu. Vậy cái người lúc nãy đi đâu? Nó bất giác có chút sợ, cảm giác ớn lạnh sống lưng lại tìm đến. Thành có nghe một tin đồn ở khu vực sân khấu bỏ trống này từng có ma, nhưng nó không nghĩ là mình lại có thể gặp ma giữa ban ngày ban mặt như vậy, cho nên nó mới có can đảm đi đến cuối ngõ cột của hành lang. Ở đây là những tấm màn cũ kỹ đầy bụi bặm, có cả những bó hoa mai giả chồng chất lên nhau, những cánh hoa phủ đầy bụi. Lo lắc lắc đầu, quay lại định đến chỗ thủy và mi ở ngoài sân khấu chính. Nhưng vừa quay lại thanh giật mình hét lên, tim nó như khựng lại mất mấy giây. Ánh mắt kinh hãi nhìn về đoạn ngã rẽ, phía trước chính là cái bóng lúc nãy. Phía sau là ngõ cụt. Thanh bị kẹt ở giữa không thể nào bỏ chạy được. Nó dồn dậy thu hết can đảm nhìn gương mặt ấy. Là một gương mặt đầy máu me. Li ti những cát và đá dính lên. Trên gương mặt ấy là những vết thương chẳng chịt. Làm cho cái gương mặt nó trở nên be bét. Không nhìn rõ nhân dạng. Mái tóc bết vào nhau thành một mớ Máu từ ống quần nhèo xuống nền gạch Ly ti lấm tấm những giọt đỏ tươi Hai tay nát bét Lòi ra cả ống xương tay bên ngoài Hơi thở phập phồng Chốc chốc lại rít lên từng hồi như là người bị hen Thanh thoạt đầu là kinh hãi Nhưng dần dần nó nhận ra Cái váy quen thuộc kia Chính là cái váy màu vàng nhạt Tự tay nó đã chọn Cũng chính là cái váy mà mẹ nó mặc hôm xảy ra tai nạn cướp đi mạng sống của bà ấy Nó không sợ nữa Thay vào đó là một cảm giác đau nhói lòng Xé tâm can Nỗi đau của kẻ âm người dương cách biệt Khoảnh khắc đó dường như biết bao nhiêu uất ức Nó phải chịu đựng bấy lâu Như sóng vỗ vào bờ đều đang tôn trào Nó muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ Để có thể kể lệ Để khóc lóc Nội tâm của nó bỗng chốc Như là một đứa trẻ nhớ mẹ muốn khóc nhẹ thôi bóng ma của mẹ nó dường như cũng cảm nhận được tiếng khóc nỉ non khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng mẹ mẹ ơi là mẹ phải không mẹ ơi nó kích động khi nghĩ đời này lại có thể có cơ hội một lần nữa gặp lại mẹ thanh chạy đến muốn lại gần mẹ thêm một chút nhưng bóng ma của mẹ lùi lại dường như là đang cố tránh xa nó cái bóng im lặng một hồi rồi chậm rãi cắt lời mẹ là mẹ đấy mẹ nhớ thanh lắm thanh bật khóc nức nở như xé cõi lòng của người mẹ chết thảm ra mẹ ơi mẹ ơi còn nhớ mẹ lắm mẹ ơi sao mẹ đỡ bỏ con đi như thế à mẹ ơi nó uất nghẹn không thể nói được thành lời nó làm sao có thể nói được ra những cái sự kinh tởm mà nó đang phải chịu đựng ở căn nhà đó mà nó không nói thì có lẽ mẹ nó cũng biết cũng hiểu mẹ biết mẹ biết con phải chịu đựng nhiều uất ức mẹ biết thành ơi mẹ chết oan mẹ chết oan lắm bọn họ hại mẹ mẹ muốn về thăm con nhưng sợi dây chuyền kia cản trở thanh ơi thanh cũng cảm giác ngờ ngợ có điều gì đó không đúng cảm thấy từ khi nó tháo sợi dây chuyền đưa cho my thì nó bắt đầu gặp những chuyện quái dị như vậy từ giấc mơ kinh hãi đêm qua cho đến gương mặt quỷ dị của người đàn bà nhân tình Bây giờ lại đến việc mẹ nó hiện về nói là bà chết oan Chắc chắn là có liên quan đến người đàn bà nhân tình kia Thanh bị một cỗ cảm giác hận đến thấu xương xâm chiếm Thanh, Thanh ơi, Thanh, mẹ làm sao thế? Thanh ơi, tỉnh dậy, bình tĩnh nào Thanh Còn đang định nói gì thêm với mẹ thì bị tiếng gọi dồn dập đánh thức thanh mệt mỏi mở mắt trước mặt là gương mặt lo âu của thủy đang vỗ vỗ vào má gọi nó tỉnh dậy thanh cao mày bật dậy nhìn quanh ờ, tao 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 nó thấy quanh mình là cái nền gạch mình đang nằm sóng xoài ở ngay khúc cua dẫn đến đoạn hành lang có ngõ cụt quần áo đầy bụi bẩn thủy ngồi bên cạnh lo âu thanh bất giác hối tiếc nó đáng lý có thể gặp mẹ nó lâu hơn một chút Bị thủy phá hỏng Nó có chút bực bội Thế nhưng nhìn thái độ hoang mang lo lắng của bạn Thì nó lại không lỡ trách Sao mày lại nằm ở đây Mày trúng gió hay mày gì vậy Không, tao tao nằm mơ Là tao nằm mơ đó Thủy kinh ngạc Mơ mộng gì mà lại nằm ở đây May mà tao đi ngang tao phát hiện đó Chứ thôi thì không biết là mày còn nằm đây đến bao giờ Thanh đau đầu Nhưng cũng không muốn tiếp tục nói với Thủy nó chậm chậm đứng dậy muốn đi đến sân khấu Con mi đâu? Nó đỡ chưa? Nó thức trắng cả đêm qua đó Bây giờ mới ngủ được đôi chút Được rồi, đi vào rồi nói Vào đi Thủy không yên tâm Một tay xách túi đồ của Thanh Một tay vừa đỡ nó đi vào sân khấu Chỗ đó có mấy cái ghế dài để cho Thanh ngồi nghỉ Nó nhìn gương mặt tái mét của bạn Thì sợ Thanh bị trống gió Tao thấy mày với con mi qua giờ Lạ lắm đó tụi bay không khỏe chi bằng là đi khám thử đi mày cũng bớt bớt thức khuya học bài đi sức khỏe quan trọng hơn mày phải sống khỏe thì mẹ mày mới yên tâm chứ thủy khuyên nhủ cứ như là một người lạc quan nhất trong nhóm nó đứng ở khía cạnh sáng suốt nhất để đưa ra lời khuyên cũng không quản bản thân mình bị mang tiếng là bà cụ non thanh phủi tay không có gì đâu chỉ còn có năm nữa thôi cố gắng một chút sau này mới yên tâm thủy cũng không còn gì để nói ba đứa ba tính cách khác biệt như vậy cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi chung với nhau được như thế thanh thì cắm đầu cắm cổ học mỗi tiết kiểm tra đều gánh cả thủy cả mi muốn còng cả lưng thủy thì chỉ học vừa đủ điểm để lên lớp vừa đủ điểm để tốt nghiệp còn mi thì có dí dao vào cổ ép cũng chẳng chịu học vào tới nơi thấy mi vẫn còn ngủ mí mắt rôn rôn tựa như là giấc ngủ chìm vào mộng mị Thanh mệt mỏi ngồi xuống trên cái ghế gỗ cũ, bần thần nhớ lại những gì mình vừa gặp. Nó không hiểu sao mình lại có thể nằm ngủ gục ở đó được. Nó vô thức nhớ lại lúc cái bóng lướt qua. Đó là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi bất tỉnh. Chẳng lẽ là mẹ của nó thật? Vậy những lời mẹ nó nói chắc chắn là thật rồi. Tai nạn nạn bất ngờ lấy đi tính mạng của mẹ cũng có thể sẽ liên quan đến cặp gian phu dâm phụ kia. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang xuất hiện trong đầu của Thanh Khiến cho nó buồn não Một nỗi căm phẫn len lỏi ở trong lòng Nó muốn người phải chết Chính là hai kẻ dơ bẩn kia chứ không phải là mẹ nó Thủy thấy Thanh ngồi thất thần thì tò mò Mày làm sao Thanh? Mày có bị gì không? Để tao đưa mày đi viện Thanh lắc đầu Tao, tao không sao đâu Không sao Mày với con My làm tao lo ghê Có chuyện gì cũng giấu tao hết đấy. Thủy bực bội nói Nó ghét nhất là bạn bè mà lại không tin tưởng lẫn nhau Đêm qua con My cũng vậy Bây giờ Thanh cũng y hệt như vậy Rõ ràng là có chuyện không vui Nhưng nhất định cứ giấu Tao, tao không sao thật mà Thanh vội nói làng đi Nó hiểu là Thủy đang lo cho nó Nhưng nó không muốn nói chuyện này với Thủy thủy vốn vô tư vô lo mặc dù bà mẹ kế hay hạnh hoẹ kiếm chuyện tính đuổi nó ra khỏi nhà cha nó cũng vô tâm để mặc cho bà ấy làm khó dễ con gái mình nhưng thủy vẫn sống một cuộc đời lạc quan nó không mang một hoài bão lớn thanh là người có tham vọng có khao khát đến những nơi rộng lớn hơn một môi trường sống lành mạnh hơn bởi vậy nó không muốn lây cái sự phiền não của mình sang cho thủy thanh đành làm sang chuyện khác nó lấy đồ ăn sáng lúc nãy mua Đưa cho Thủy Cũng lấy ra để cương Để làm Nhưng hôm nay không tài nào ngồi mà tập trung được Ngay cả Thủy ngồi bên cạnh Cũng thấy biểu cảm bất thường của Thanh Thủy hỏi Rõ ràng là mày có chuyện gì giấu tao đúng không Thanh trột dạ Tao thì tao thì thì làm gì có chuyện gì chứ Mày không vừa vừa Thủy vừa gặm bánh mì vừa nheo mắt Bạn bè gì mà không có tin tưởng nhau Hay, Tao buồn hai đứa mày dễ sợ đó Suy nghĩ một lúc Thanh rẻ rặt Này Mày Mày có tin là Trên đời này có ma không Thủy thản nhiên Tin chứ Mẹ tao nói Có coi dương thì Cũng sẽ có coi âm đó Người âm vẫn tồn tại xung quanh Chỉ là bọn mình không có nhìn thấy Thanh đam chiêu nhìn bạn Trong lòng có chút phân vân Mà sao mày hỏi vậy Hồi nãy mày nói mày nằm mơ Chẳng lẽ mày cũng nằm mơ thế ma Giống con mi à Thủy thắc mắc hỏi khiến cho Thanh ấp ống không biết trả lời thế nào. Mất một lúc lâu sau, nó mới thành thật. Tao, tao nằm mơ thấy mẹ tao. Bà nói, bà bị người ta hãm hại đó. Trong giấc mơ, tao còn thấy dượng tao với nhân tình của ông nữa. Thanh kể lại những gì đã thấy trong mơ cho Thủy. Dường như nó cũng chỉ có Thủy và My để chia sẻ. Nhìn bộ dáng thất thần của My hôm qua, nó biết bây giờ chỉ có thể nói với Thủy mà thôi. Ghê vậy á? hay là hay là do ban mày ngày mày ghét hai người đó, cho nên đêm về mày suy diễn rồi mơ tầm bậy tầm bạ, chứ lẽ nào lẽ nào mẹ mày bị tông chết như vậy mà mà công an người ta dễ dàng bỏ qua? Thanh lắc đầu không đồng tình, dượng tao ông làm ăn lớn, ông quen biết rộng, ông muốn bịt miệng người ta cũng đâu có khó đâu, mà tức cái là năm mẹ tao mới mất lúc ấy tao nhỏ quá không biết mà cũng không có nghi ngờ hỏi han gì hết đó. nghĩ lại thì đúng là khả nghi thật rồi thêm cả cái sợi dây chuyền mặt phật nữa chẳng lẽ khi không ống tốt ông mua cho tao đeo như vậy à từ hôm qua tao tháo xuống đưa cho con mi thì tao gặp những chuyện liên quan đến mẹ tao đến ông ấy đâu có lẽ nào nó trùng hợp như vậy Thanh chậm chậm phân tích cho Thủy Thủy là người ngoài cuộc sẽ có suy nghĩ và cái nhìn khách quan hơn lúc này Thế nhưng Thanh lại không kể những việc làm đồi bại của hai con người kia đã làm trong mấy năm qua cho Thủy nghe Nó sợ Thủy sẽ ghê tởm nó Nội tâm của nó cảm giác cũng bị lây nhiễm cái sự bẩn thỉu của ông Hoàng Và người đàn bà tình nhân của ông ta Thủy sau một hồi nghe Thì nhíu mày Nói cho cùng thì cũng chỉ là giấc mơ thôi Thì đó, Tao cũng nghĩ chỉ là giấc mơ Cho nên tao chưa biết làm nào nữa Hay là bây giờ Mày về nhà cẩn thận quan sát một chút xem Nếu giấc mơ thật sự là mẹ mày báo mộng Đến lúc đó Tìm kế hoạch vạch trần bọn họ Cũng đâu có muộn đâu Nhất là bà ấy nếu có ý đồ thì sớm muộn Cũng sẽ lòi ra thôi Lưới trở lồng lộng Thưa mà không thoát Thủy đưa ra biện pháp Được coi là hợp lý nhất lúc này Mẹ nói cũng phải Nếu là bọn họ làm Nhất định sẽ có kẻ, kẻ hở Mẹ tao thực sự không thể nào chết oan uổng như thế được Thanh đanh mặt lại Cho dù có phải làm cho bọn họ Do bọn họ làm hay không Thì sự căm ghét của nó vẫn không giảm Nó nhớ lại những lời hai người kia vô sỉ bàn bạc với nhau Nó bất giác nghiến răng nghiến lợi Hận không thể lập tức Tống cho họ chết rũ ở trong tù Cả hai mẹ nói chuyện mà không hay Tự bao giờ mi đã tỉnh Nó nằm nghe hai đứa bạn bàn bạc với nhau Nó cũng thương mẹ của Thanh lắm Nhưng lúc này đầu óc của nó nặng nề vô cùng Chậm chạp ngồi dậy Vết thương ở trên chán đã được thủy dán băng keo cá nhân che lại Hôm nay cái đầu nó mới đau nhất Cuống họng thì khát khô Thế mê nó dậy kia Sao ngủ chút thêm nữa đi My? Thanh quan tâm nói Nó tiến tới ngồi một bên của mi cho, cho tao xin miếng nước đi Thủy lật đật lấy chai nước suối Nó nhìn hai đứa bạn một chút Thần sắc đứa nào cũng nhợt nhạt Nhất là mi Mới chỉ qua một đêm Mà tựa như là thay ma sống vậy Hai hốc mắt thâm quầng sâu hôn hút Đôi môi thâm cứ như là nghiện lâu ngày Mái tóc ngắn cá tính Bây giờ dối bù Tao nghe hết rồi Để để tao trả lại sợi dây chuyền cho mày mi khi nghe thanh kể thì nó muốn trả lại sợi dây cho thanh nhưng rất nhanh thanh từ chối thanh thấy mi đã biết hết chuyện của mình thì cũng không có giấu nữa mày cứ đeo đi tao vẫn muốn gặp lại mẹ tao lỡ đeo dây chuyền vào rồi mẹ tao không thể lại gần hay báo mộng thì sao thủy cũng không nói thêm dù nó không biết mi đã trải qua những điều kinh khủng gì nhưng theo tình hình hiện tại thì chắc chắn là My đang cần sợi dây chuyền này hơn Thanh. Đúng rồi, My, mày cứ giữ nó đi. My ngần ngại một lúc, suy nghĩ bản thân mình quả thực cũng cần sợi dây này để xua đuổi linh hồn của cha nó. Ít nhất là cho đến đám dỗ của bà vào tháng sau. Vậy để tao mượn đi. Tháng sau xong việc rồi tao trả. My cười nhạt. Nó biết Thủy và Thanh chắc chắn sẽ rất sốc khi nghe tin nó giết người. Nó cũng không muốn nói cho hai người bạn. Thủy và Thanh cũng không biết xong việc là việc gì. Chỉ thấy My không có ý muốn nói đến thì cũng không hỏi. Mỗi đứa yên lặng ở một góc, Thanh lại tiếp tục làm bài. Thủy thì tranh thủ đọc mấy quyển sách sắp đến hạn phải trả cho thư viện. Chỉ có My là cứ nằm thẫn thờ, nhìn lên trần sân khấu. Hai miếng vải đỏ đông đưa tựa như là có ai đó ở sau cánh gà đang kéo ra kéo vào vậy Nhưng thực ra chỉ là gió lùa qua những cái ô thoáng Ba đứa ở đó đến xế trưa Không gian thanh vắng, tiết trời oi bức Cả khu sân khấu bị bỏ bê hiển nhiên chỉ có một cái quạt trần gắn ở trên vách đã cũ xỉ Cánh quạt bị bụi đóng thành từng lớp Động cơ cũng yếu hơi gió, yếu ớt vô cùng Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên đánh động không gian yên tĩnh cả ba đứa đều không hẹn mà hướng mắt nhìn về phía tiếng bước chân dáng người ốm nhỏ nhắn trong chiếc áo thun ôm sát quần jean cũng bó lấy đôi chân gầy guộc mái tóc xõa bột cao trang điểm sơ sài để lộ ra mấy nếp nhăn trên mặt duy chỉ có đôi môi là vẫn tô đỏ chót thủy reo lên buông quyển sách trên tay mẹ Bà Trang có lẽ cũng đã ngọ 40 nhưng vì vóc dáng nhỏ nhắn cho nên trông bà trẻ hơn tuổi thật. Có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cái ổ chuột của mình hôm nay lại đông vui như vậy. Bà hỏi con gái, sao con còn ở đây? Thủy nhanh nhẩu đáp, con dẫn bạn đến ngủ nhờ một hôm. Mẹ nói tuần sau mới về, sao mẹ về sớm thế? Bà Trang không hỏi thêm, bà mỉm cười nhìn Thanh và My. Dạ, chào, chào gì, Thanh và My theo phép lịch sự và nể mặt bạn cho nên vẫn phải chào hỏi bà Trang. Bà mỉm cười nhìn hai đứa là Thanh với My phải không? Dạ vâng ạ. Thanh có chút ngạc nhiên trả lời, còn My thì vẫn im lặng. Thủy hay kể về hai đứa lắm. Gì phải cảm ơn hai đứa mới đúng. Thời gian qua đã chăm sóc con gái giúp gì? Thì tự, tự con là bạn mà. Có gì mà ơn ạ. My khách khí đáp. Nó vẫn không có hảo cảm đối với bà Trang. Lúc trước là như vậy, bây giờ lại càng như vậy. Thanh thì mềm mỏng hơn, nó lễ phép. Dạ, tụi con xem Thủy như là chị em. Dì cứ yên tâm. Bà Trang lại càng vui vẻ, nở nụ cười tới giói. Thôi, cũng trễ rồi. Dì dẫn mấy đứa đi ăn một bữa có được không? Thanh và My nhìn nhau, rồi nhìn sang Thủy. Thủy vui vẻ gật đầu. Đi đi. Bà Trang chở Thủy bằng xe máy, Thanh thì đạp xe chở My ra quán ăn trên đường đi mi vẫn cứ lầu bầu bỏ con nhỏ đi lâu như thế rồi về làm như yêu thương lắm giả tạo sao sao thanh chỉ cười nhạt quan tâm đến bà làm gì miễn con thủy nó vui là được mi cũng chẳng thể phản bác niềm vui đối với những đứa trẻ như ba đứa chúng nó quả thực là một điều gì rất xa xỉ bà trang hào phóng vét hết số tiền cuối cùng để gọi cho mấy đứa những món ngon và một cái lẩu rêu cua bữa ăn này có lẽ là thủy là người vui nhất nó cứ cười suốt bà trang gắp thức ăn bỏ vào chén cho nó liên tục bắt nó ăn cái cảm giác có mẹ chăm sóc thật tuyệt thủy lần đầu được tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi sau từng ấy năm ở trên đời nó không giống như thanh và mi mẹ nó bỏ đi từ lúc nó mới chỉ có một tuổi đến lớn hơn một chút cách 6-7 năm nó mới được gặp mẹ một lần Nó cũng chỉ biết mặt bà Trang qua những tấm hình Trong cái thùng bánh đựng kỷ vật mà bà ngoại nó để lại Trong cái thùng đó đa số đều là những đồ vật mà khi còn nhỏ mẹ nó thường dùng Thủy vẫn luôn rất đỗi nâng niu Nét mặt không giống nổi hạnh phúc của Thủy Khiến cho mi nhất thời cũng vui mừng thay Cũng không muốn làm Thủy mất hứng cho nên chỉ lặng lặng ngồi quan sát Lừa gạt cũng được thôi thì giả dối cũng được. Ít nhất lúc này thủy nó thực sự hạnh phúc. Sau khi ăn uống xong, đã hơn 5 giờ, ông hoàng gọi điện nhưng thanh không bắt máy. Nó biết đến lúc phải về, mặc dù trong lòng nó chẳng muốn. Nó cũng không sợ, khi mà năm nay nó chưa đủ 18 tuổi, ông hoàng không dám động đến nó. Biết là nó như đang sống trong hang cọp, nhưng ít nhất tạm thời nó có thể yên tâm ở lại căn nhà đó. Mặt khác là vì nó cũng chẳng còn chỗ nào để mà đi nữa. Mi vẫn không muốn về nhà, cho nên Thanh đạp xe chở Mi về chỗ của mẹ con Thủy rồi đi về. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu đây. Theo những gì nó nghe thấy thì ông Hoàng dường như không có ý đồ với nó, kẻ có ý đồ xấu với nó chính là người đàn bà kia. Ánh mắt và cử chỉ của bà ta rõ ràng là như vậy. Nó đang thắc mắc vì sao bà ta đang ngoại tình với dượng của nó Mà lại còn dòm ngó đến nó Không lẽ bà này có vấn đề về giới tính Thanh mơ hồ đoán Nó muốn xem trên thân thể bà ta Những hình xăm kỳ quái Như trong giấc mơ có tồn tại hay không Bà ta dường như muốn dọn đến ở lại căn nhà này luôn Thanh mỗi khi về đều nhìn thấy bà ta đang ngồi chễm chệ Trên bàn làm việc của ông Hoàng Có khi thì thấy bà ấy đang ngồi đọc sổ sách có khi thì bà ấy tiếp khách hàng mua vật liệu thay ông Hoàng. Có thể nói bà đã hoàn toàn thay thế vị trí của mẹ nó trước đây. Vẫn là gương mặt trang điểm đậm, đôi mắt sách đầy gian xảo, đôi môi đỏ chót, bà ta hơi cong cong khóe môi và cất giọng ngọt ngào. Thanh về rồi đấy à. Nếu là trước đây, Thanh nhất định sẽ không trả lời bà ấy. Nó sẽ dùng thái độ thờ ơ, không quan tâm mà bỏ về phòng riêng. Nhưng hôm nay nó hơi khựng lại suy nghĩ một chút, thanh ngượng nghiệp dạ dạ ch chào gì, con mới về. thực ra thanh cũng không biết tên của bà ấy là gì, vì nó cũng chưa bao giờ để ý bà ấy, dù chỉ là một chút, chỉ là có nghe ông hoàng hay gọi hình như bà ấy là bà tâm gì gì đó. bà tâm bị thái độ lạ lẫm của thanh làm cho bất ngờ, cặp mắt liếc ngang một cái, rất nhanh bà lấy lại tinh thần nở nụ cười thật tươi ừ thế rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi thành vẫn có chút không tự nhiên đi vào lướt qua bàn làm việc bà tâm nhìn theo nó bằng ánh mắt không rõ ý tứ thành bước qua xong mới thở một hơi thật dài cảm giác khi tiếp cận với người đàn bà này nó thật là đáng sợ đến xế chiều ngày hôm ấy Khi cơm nước đã được dọn ra đàng hoàng Bà Tâm đi đến trước cửa phòng Thanh gọi to Bà ta bị thái độ buổi chiều của Thanh Làm cho nôn nó nóng Muốn tiếp cận nó thêm một chút Thanh chậm chạp mở cửa Vẫn là bữa ăn kỳ quặc Với những thước phim nóng bỏng ở trên tivi Không phải lần đầu tiên Thanh thấy Và vẫn là cảm giác khó chịu y như lần đầu hôm nay bà tâm đặc biệt giản dị hơn bà cố tình gắp thật nhiều thức ăn vào chén cho nó bắt nó ăn ánh mắt của bà ấy đưa đầy đầy ẩn ý nó nhìn bà ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm nhưng vẫn phải cố ăn hết số thức ăn mà bà ấy gắp nó biết nếu như muốn xác thực những gì nó đang thắc mắc thì nó phải tiếp cận bà ấy gần hơn nếu có thể tìm ra sơ hở của cặp gian phu dâm phụ này thì càng tốt thanh muốn đánh cược một lần vì mẹ nó, và vì chính tương lai của nó. Thanh, ăn đi con, ăn nhiều thêm xem nào. Bà ấy dịu dàng nói, làm cho Thanh ớn lạnh cả sống lưng nhưng vẫn gật đầu, nó thực sự muốn ói. Dạ cảm ơn gì?" Ông Hoàng kinh ngạc, đứa con gái này trước giờ có nói chuyện với người yêu mới của ông ta đâu, sao hôm nay nó lại tỏ ra kỳ quái như vậy? Ông ấy cũng không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn bà Tâm bà tâm chỉ cong môi cười tươi tắn gật đầu đầy đắc ý một cảnh ấy nếu như rơi vào trong tầm mắt của thanh thì bình thường cũng chẳng nghĩ gì đâu nhưng bây giờ thanh đang dựng lên một lớp phòng bị nó làm như không thấy mặt vẫn không biến sắc cúi đầu ăn chén cơm của mình sau khi ăn xong thanh lại chủ động ở lại giúp ở tâm rửa chén hai người đứng cạnh nhau bên cái bồn rửa Bà Tâm vui vẻ cười nói với Thanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả Chốc chốc lại liếc nhìn nó một cái Thanh cũng có cảm nhận bà ta rõ ràng là có ý đồ với mình Nhìn xem ánh mắt của bà ta như thèm khát Nó lại càng chắc chắn là bà ta có vấn đề về giới tính Chỉ nghĩ thôi Thanh đã dấy lên một cơn kinh tởm. Nhưng xem ra đây cũng là một khe hở nó có thể lợi dụng khe hở này để đào sâu hơn chắc chắn nó sẽ có cơ hội tự nhủ rồi lại tự chấn an bản thân cho dù là bà ta có lỗi hay không thì cũng nhất định phải bắt bà ta phải trả giá ít nhất là vì tất cả những gì nó đã chịu đựng trong những năm qua chính là do bà ta đem tới gì thanh chủ động bắt chuyện nó cũng không biết trong lời nói của mình chứa đựng biết bao nhiêu là miễn cưỡng tận đáy lòng nó khinh miệt người đàn bà này mà nó phải đang cố dằn xuống Để tiếp cận bà ta Sao? Bà Tâm đương nhiên cũng nhận thấy điệu bộ khác lạ của Thanh Bà ta cong đôi môi đỏ chót bỡn cợt Bộ dáng thanh thuần e ớp này Là thứ khiến bà ta hứng thú Muốn chinh phục Nghĩ đến cảnh tượng Thanh ngượng ngùng nằm trên giường Để cho mình hưởng thụ Bà ta cảm thấy hứng khỏi lạ thường Cảm giác hoàn toàn khác Khi lên giường với ông hoàng giả nua yếu ớt Cảm ơn trái cây đó Bà Tâm lập tức vui vẻ đồng ý Được Thế để để gì gọt Dì gọt cho Thanh ăn Thoạt nhìn cảnh tượng đó Chỉ là màn mẹ kế Muốn lấy lòng con riêng của chồng Nhưng thực sự chỉ có người trong cuộc như Thanh Mới có hiểu Có thể hiểu được Ở đây có biết bao nhiêu là âm mưu Hơn nữa nó đâu có phải con ruột của ông Hoàng đâu Cảnh tượng lại càng trở nên kỳ quặc Cảm ơn Dì, gì gọt xong rồi mang lên phòng cho con ánh mắt của bà tâm lóe lên đầy hớn hở ờ ừ, được được chứ bà tâm cũng thắc mắc vì sự thay đổi đường đột này nhưng lại chủ quan cho rằng thanh dù sao cũng vô hại không có quá nhiều sự phản kháng trước nguồn tài chính lớn của ông hoàng cũng tự tin về sức hút của bản thân có thể nó bị bà ta mê hoặc nếu không được bà ta sẽ dùng lại chiêu thức như đã làm với ông hoàng áp dụng lên thanh con bé có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tay của bà ta được mặt khác bà ta thực sự có cảm tình với thanh gương mặt trắng sáng đôi môi hồng nhìn chỉ muốn véo lên một cái cho đã tay thanh táo của thanh đây ăn đi bà tâm cười dịu dàng với nó thanh nhận lấy cái đĩa trái cây nó đứng tần ngần ở cửa phòng lưỡng lự không biết là có nên để bà ta vào hay không dù biết chỉ là kế hoạch dụ dỗ để điều tra nhưng khi đối mặt với bà ta thanh cảm thấy thực sự khó khăn nó có dối lòng nhưng cố đến mấy cũng chẳng thể nào giấu được sự ghê tởm giữa lúc bối rối không biết phải làm sao thì thật may là bà tâm đã chủ động thay nó thế không định mời gì vô trong à dạ gì gì vào thanh nép người để cho bà tâm đi vào cũng không khác gì chính nó đã bật đèn xanh cho bà ấy bà tâm đủ thông minh để hiểu ý đồ của thanh trong lòng bà ta mừng thầm chờ đợi hai năm cũng đã sắp sửa có kết quả như mong muốn dì thích thanh lắm nếu thanh ngoan ngoãn đó rồi muốn gì dì cũng chiều hết bà tâm chủ động nói biết thanh đột ngột thay đổi thái độ chắc là có điều gì kỳ lạ chỉ là chưa rõ ý đồ Nhưng trước mắt như vậy cũng tốt Ít nhất là bà ta vẫn có cơ hội tiếp cận dụ dỗ nó Như một cuộc đấu tranh tâm lý Ai cứng cỏi bản lĩnh Người đó sẽ là kẻ chiến thắng Thanh cũng không né tránh Nó hỏi luôn Dì thực sự thích con à Bà Tâm gật gật đầu Đôi môi đỏ không nén được Lại cong lên một nụ cười mê hoặc Ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong thật ra chỉ cần thanh chấp nhận chuyện thì cái gì bà ấy cũng làm cho gì vậy nếu như con muốn gì rời khỏi giường dì có đồng ý không bà tâm trầm ngâm một lúc ánh mắt tinh quái nhìn thanh khiến cho nó hơi trột dạ được nhưng mà nhưng mà phải từ từ như để thử lòng của thanh Bà ta không nói không rằng vòng tay ôm lấy eo của nó Kéo Thanh lại gần mình hơn nó hơi nóng phả vào mặt của Thanh khiến nó dùng mình Nhưng không thể phản kháng Nó cố đè nén sự ghê tởm. Thuận tay Bà vút ve gương mặt của nó Nó cũng đưa tay lên đặt lên mặt của bà ấy Dì đẹp Con cũng thích gì từ lâu rồi Chỉ là con chưa dám nói thanh bất đồng trong suy nghĩ mà nói ra những lời trái với lòng mình nó làm sao có thể thích bà ta được bà tâm lại như mở cờ trong lòng thanh thích người cùng giới bà tâm cũng không bất ngờ thật vậy sao thanh ngồi thọt lòng trong lòng bà như là một con mèo nhỏ cố nũng nịu lấy lòng chủ bà tâm thích thú và tận hưởng cảm giác này xem ra đứa nhỏ này cũng không khó thuần phục như bà nghĩ con không muốn gì ở cạnh dượng nữa Thanh thỏ thẻ Bà Tâm hào phóng gật đầu ngay Dì chỉ muốn cái gia sản thôi Chứ dì yêu đương gì cái lão đó Dì thích Thanh Bà Tâm dở giọng Lả lơi Đương nhiên là cũng không dễ dàng tin tưởng Thanh như vậy Bà ta lấy ra một cái lọ nhỏ Bên trong đựng cái hạt gì ly ti ánh hồng Trông cứ như là mối ăn vậy Nhướng mày Nhìn Thanh ánh mắt đầy thâm ý Thanh biết rõ là bà ấy đang thử lòng mình Nếu mà không dùng thì tất nhiên Sẽ không thể nào lấy được lòng tin của bà ấy Nhưng nếu như dùng thứ chất không biết là gì này Thì không biết nó sẽ đem lại tác dụng gì Hậu quả ra sao Nó đang phần vân Nhưng không né tránh ánh mắt ẩn ý của bà Tâm Sao? Thế không dám mà Bà Tâm bỡn cợt hỏi Nắm tay của Thanh siết chặt lại Nó nghĩ chắc là dùng một chút thôi chỉ một chút thôi, chắc là sẽ không sao đâu. Sau đó, nó không đáp lại bà tâm trực tiếp mở cái lọ lấy một chút cái thứ hạt như muối ấy cho vào trong miệng, nhất thời không có hương vị gì cả. Mọi thứ thân thể vẫn bình thường, cũng nhìn lại bà tâm một cái để xem bà ấy đã hài lòng hay chưa. Bà tâm thấy được bộ của thanh như vậy thì hài lòng lắm gật gù còn không quên vút ve lên bờ vai nhỏ của nó tốt lắm <laughs> thanh công an ngoạn như vậy thì gì chả bao giờ thì gì bạc đại thanh thanh thuận thế nịnh bà ta vài câu để lấy lòng Dì muốn ở lại với thanh lắm nhưng mà nhưng mà bây giờ gì phải bận rồi vậy dì đi đi mở cửa tiễn bà tâm thanh vội vàng đóng cửa khóa trong nó bắt đầu cảm thấy trong người dâng lên một cơn khó chịu. Ngồi bệt xuống, trong hơi thở hồn hển đầu nó bắt đầu xuất hiện ảo giác. Căn phòng hiện lên những đám mây lơ lửng trắng xóa. Cảm giác lâng lâng sảng khoái như phiêu bồng, đang xâm chiếm. Nhưng không bao lâu sau. Một cái lạnh lẽo dâng lên cùng với một cơn đau nhói ở trước ngực thanh đau đớn quần quại cái lạnh ấy không đủ để xoa dịu cơn nóng bức ở trong xương trong thịt đang tỏa ra thân nhiệt tăng lên đột ngột thanh dùng sức xé toạc cái áo thun đang mặc da thịt chạm xuống nền gạch lạnh lẽo cũng không đỡ hơn là bao thanh lần đầu sử dụng nó bị sốc thuốc cả cơ thể ngứa ngáy như có hàng trăm hàng ngàn con kiến nó đang bò dưới da Không thể nào xoa dịu được Nó không tự chủ được đưa tay tự cào cấu mình Đồng tử co giãn Nó nằm quần quại mê sảng ở dưới đất Trong cơn thập tử nhất sinh ấy Thanh mờ mờ nhìn thấy gương mặt của mẹ Mẹ không ngừng động viên con gái phải cố lên Hai mí mắt của Thanh mệt mỏi Muốn sụp xuống ngủ một giấc nhưng mẹ nó lại thúc giục ở bên tai Không được ngủ Thanh Con nhất định không được ngủ Tỉnh dậy đi Thanh Tỉnh dậy Thanh cảm thấy toàn thân đau nhức Nó âm ỉ Một cơn khát khô cả cổ họng dâng lên Nó dừng ánh mắt khổ sở nhìn mẹ Tia sáng chói lóa làm cho nó nheo mắt vào nó muốn chạy đến chỗ mẹ nó đang đứng Nhưng mẹ nó mạnh bạo đẩy nó ngược lại Không được Con đi về đi Con đi về đi Con không thuộc về nơi này Quay lại Nó bị một lực hút mạnh Hút về đằng sau Càng lúc càng rời xa mẹ Mẹ ơi Mẹ mẹ đừng bỏ con mà Mẹ ơi con xin mẹ nó thanh không muốn xa mẹ thêm nữa gương mặt của bà tâm cùng kết với cái lọ muối ẩn hiện thế giới này thật quá đáng sợ nó muốn đi theo mẹ nó thôi nó không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào cả mẹ mẹ ơi mẹ thanh choàng tỉnh nó không biết là mình đã mê mụ đi bao lâu chỉ thấy xung quanh phòng là một mớ hỗn độn do chính nó gây ra trong cơn sốc thuốc nó không đủ sức để ngồi dậy cứ nằm rũ rượi dưới nền gạch thẫn thờ nhìn lên trần nhà không biết là bản thân mình có đang lựa chọn đúng hay không hôm nay bà cho nó phê thuốc ai biết được bỗng ngày mai bà có thể làm gì nó liệu nó có đủ khả năng để đối đầu với một con quỷ đội lốt người như bà hay không thành cứ mê màn nghĩ nhưng nó biết nó không muốn quay đầu bởi vì sự thực nó cũng chẳng còn đường để quay đầu nữa nó cũng cảm thấy may mắn khi bị sốc thuốc mà còn giữ lại được cái mạng nó không nghĩ đến ở trên đời này lại có ngày nó sử dụng cái thứ chất ma quỷ ấy cả tính mạng cũng đã đem ra đánh cược rồi mình nhất định không thể thua được thanh cố gắng đè nén cảm xúc tủi nhục nó ngồi dậy lê lết vào phòng tắm sau đó xối nước cho thật tỉnh táo Tắm rửa thay đồ xong, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Thấy bên ngoài vẫn vắng tanh, Thanh nằm dài trên giường suy nghĩ về mọi thứ. Nó lại càng tin tưởng những gì trong mơ. Cái giây phút thập tử nhất sinh ấy, nó tưởng nó sẽ chết, nhưng là mẹ. Mẹ đã đẩy nó trở lại. Bà Tâm đúng là một con quỷ đội lốt người. Có lẽ ông Hoàng cũng bị bà ta cho sử dụng chất kích thích ấy cho nên mới mê, mê mệt như vậy. Ngay cả việc làm ăn cũng muốn giao hết cho bà ta. Nó dùng mình nhớ lại cảm giác quần quại đau đớn đó. Phòng của nó vẫn còn vương vấn mùi nôn mửa. Thanh không hiểu sao, càng nằm lại càng thanh tỉnh, thần trí của nó bây giờ tỉnh táo đến lạ. Có vẻ như tác dụng của cái chất kích thích kia. Lên trên mạng tra thử một chút, nó biết người ta gọi ấy là ma túy đá hay là muối tắm gì đó. Quả thực nó đã đem tính mạng của mình để đánh cược. Cũng thật may khi nó biết chất kích thích đó nếu sử dụng một lần thì cũng không có gây nghiện. Chứ nếu không cuộc đời của nó coi như là chấm dứt. Nằm đến 6 giờ, nó mới ngồi dậy để chuẩn bị đi học. Vừa ra đến phòng khách, đã thấy bà Tâm đang đon đả ngồi cùng với Dượng. Bà Tâm vẫn cách trang điểm sắc sảo nụ cười lả lơi dụ hoặc. Ông Hoàng thì hoàn toàn khác, gương mặt bơ phờ hốc hác tóc tai vẫn trải chốt gọn gàng, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi uể oải. Thanh cũng thầm đoán có lẽ đó là hậu quả của việc bị bà Tâm cho sử dụng chất kích thích một thời gian dài. Trẻ tuổi như nó mới xài có một chút mà đã không chịu nổi, huống chi ông ta đã là người luống tuổi. Thanh lại ăn sáng. Bà Tâm chiều mến thân thiết kéo Thanh lại bàn, nó cũng thuận theo. Nó muốn tìm cách chia cách hai người để cho nó có cơ hội tìm chứng cớ. Hơn bao giờ hết, nó tin tưởng tai nạn bất ngờ của mẹ nó là có liên quan đến hai con người độc ác này. Ông Hoàng nheo mắt nhìn hành động thân thiết của nhân tình với con gái. Bà Tâm không để ý, chỉ cần cẩn thận bưng một tô phở đến trước mặt rồi dục Thanh ăn cho nóng. Bà ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Thanh bà ta biết rõ tác dụng của ma túy đá đối với một đứa thanh thiếu niên có lẽ tác dụng sẽ không mạnh như đối với ông hoàng bà ta cười đầy ẩn ý quả nhiên là tuổi trẻ sức lực nó cũng khác hẳn hôm qua mới phê thuốc lần đầu vậy mà giờ đây vẫn có thể tỉnh táo như vậy đúng là có thể xài được bà ta liếc sang ông hoàng bằng ánh mắt chán trường thanh bị âm thanh ngọt lịm của bà ta làm cho nổi cả da gà mới ngày hôm qua còn tàn độc bắt nó phê thuốc vậy mà bây giờ lại làm như là yêu thương nó lắm vậy lòng người quả nhiên là thứ khó đoán và đáng sợ nó nở nụ cười tươi tắn với mở tâm điệu bộ cũng thân thiết khiến cho sắc mặt của ông hoàng lại càng khó coi ăn xong gì trở thành đi học có được không bà tâm đề xuất Thanh liếc mắt nhìn ông Hoàng một cái Rồi cố tình gật đầu Nó muốn làm cho dượng nó ghen Nó muốn giữa hai người bọn họ Phải xảy ra mâu thuẫn Càng sâu đậm càng quyết liệt càng tốt Nó nghĩ đến cảnh ấy thôi Thì cũng đã cảm thấy những gì mình đã hy sinh Chịu đựng không uổng phí Để Thanh nó tự đi học Em ở nhà trung tiệm đi Một lát anh đi còn có công chuyện nữa Ông Hoàng ngăn cản Mặc cho cái nhìn khó chịu của bà Tâm bà ta luyến tiếc nắm tay thanh vậy thanh tự đi học nha chưa gì về chỉ gì nấu mấy món ngon ngon thanh thích ăn có được không thanh lại tương tác một cách hết sức tự nhiên và vui vẻ một màn này đầy tình ý làm sao có thể qua được mắt của ông hoàng trong lòng của ông ta lại càng thêm khó chịu thanh né tránh ánh nhìn sặc mùi ghen tuông cảm giác như là ông ta chỉ là một con cờ trong tay người đàn bà này Tùy lúc có thể bị vứt bỏ không thương tiếc Thật sự thật là như vậy Mấy ngày sau vẫn như vậy Điều khiến bà Tâm lưu tâm Vẫn chính là đứa con gái trẻ trông này Chứ chẳng phải là ông ta Ông Hoàng mặc dù vẫn được bà Tâm Cho dùng thuốc đều đều Nhưng cảm giác bị lên cơn mỗi lúc một lâu Và dai dẳng Cơn nghiện cũng bắt đầu tăng dần lên Ông ta nhận thấy mỗi một lần sử dụng của mình Dường như là nhiều hơn trước Mặc dù Ông ta muốn như vậy nhưng cũng sinh nghi trong lòng Buổi trưa ngày hôm ấy Ông Hoàng có công việc với đối tác Cho nên đi chưa về Bà Tâm vừa thấy Thanh đi học về Đã kéo nó ôm vào lòng Khẽ hôn lên má nó một cái Thanh co mày chịu đựng Nó cũng cảm thấy kỳ lạ Là sau cái lần đầu hôm ấy Bà ta không ép nó sử dụng cái chất quái quỷ kia nữa Nó không phản ứng trước những hành động Có phần thân mật của bà ta Nó biết Nó phải đánh đổi thì ra sự kinh tởm cũng sẽ dần dần chai sạn theo thời gian Nó đối với những hành động thân thiết này của bà Tâm Dường như đã không còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu Chỉ cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình mỗi lúc một sâu và dài hơn Sẽ có một ngày nó khiến cho bà ta phải chịu đựng những gì nó đang phải chịu Trả lại cho bà ta cả vốn lẫn lời Bà Tâm nhìn gương mặt thiếu nữ ửng hồng E thẹn như búp măng thì lại càng thích thú. Bà ta cảm giác cái đứa nhỏ này thật đẹp. Khi thời gian lắng động ấp ủ đủ đầy, sẽ tỏa sáng kinh diễm. Bà ta không nhịn được lại muốn hôn lên cái đóa hoa tinh khiết ấy. Dì không giữ lời hứa à? Bà Tâm nhớ mày. Dì, dì có hứa gì với Thanh đâu. Sao, sao dì không nhớ? Nào ra cho dì thương tí. Dì hứa, là gì sẽ không ở cạnh dưỡng nữa cơ mà à cái này thì cái này gì nhớ chứ thanh thanh đợi gì thêm một một xíu nữa ông ta không trụ được lâu nữa đâu thật đấy tất cả tài sản này rồi sẽ thuộc về chúng mình bà tâm đắc ý thực sự bà ta biết sức khỏe của ông hoàng quả tình không trụ được lâu thời gian bà ta đến với người tình nhỏ của mình cũng sẽ chẳng còn mấy nữa có thật không Bà Tâm gật đầu xác nhận Thật Đến chừng đó rồi Rồi, rồi Thanh muốn gì gì cũng chiều Nhìn sâu vào ánh mắt Nói đầy tâm ý Ánh nhìn sâu sắc như là muốn nhìn thấu tim gan Khiến cho Thanh dùng mình Đừng nói là bà ta thực sự thích mình rồi đó chứ Nghĩ thôi Cũng đã cảm thấy ghê tởm. Có chết nó cũng không muốn đối diện Hôm trước Dượng Dượng Ông ta làm sao Ông ta làm gì Dượng, Dượng có sảm sỡ con Con sợ Thật à Ông sảm sỡ con Bà Tâm khó chịu cao mày Thanh gật đầu xác nhận Nó cũng muốn thử xem Có thể thăm dò được con sâu độc này hay không Nó cũng chỉ là thử chứ cũng chẳng hy vọng nhiều Thế nhưng kết quả lại quá mong đợi Bà Tâm bắt đầu nảy sinh khúc mắc trong lòng đối với ông Hoàng, bà lại càng thêm ác cảm. Người tình nhỏ của mình, bà không muốn bất kỳ ai động vào hết. Kể cả là ông Hoàng. Được rồi, dì nhất định sẽ trả thù này cho Thanh. Thanh yên tâm. Bà ta hứa chắc nịch, kế hoạch của Thanh dường như rất xuân sẻ. Nó đang từng bước từng bước thao túng tâm lý của bà Tâm. Cũng phải nói chính xác là do bà ta có cảm tình với nó. Nên kế hoạch của nó mới có thể dễ dàng hành động như vậy. Nếu bà ta không có suy nghĩ lệch lạc thì làm sao nó có cơ hội tiếp cận rồi lật đổ bà ta. Thành nghĩ nếu có thể bắt đầu từ phía của ông hoàng cũng được, nhưng ông ta không có hứng thú với mình. Nó cũng không biết từ bao giờ bản thân nó lại bị cuốn vào cái vòng xoáy đầy thù hận. Nó đã lỡ leo lên lưng cọp rồi bây giờ nó chẳng thể nào xuống được. Ông hoàng bất ngờ mở cửa, nhìn thấy một màn đầy thâm tình con gái riêng của vợ cũ ngồi lọt thỏm trong lòng của nhân tình mới điều này khiến ông ta cực kỳ khó chịu tâm tư cạn nghĩ gì đều thể hiện hết trên gương mặt gương mặt đỏ bừng lên vì đi nắng của ông ta bây giờ lại càng thêm vặn vẹo khó coi thanh lập tức đứng dậy rời khỏi vòng tay của bà tâm đi về phòng trả lại không gian riêng cho hai người bọn họ đi đâu vậy Thấy dượng cũng không chào một tiếng Mẹ chết rồi không ai dậy đó Ông Hoàng nhìn Thanh đầy nhướng mắt Ông muốn làm khó dễ cho nên thuận miệng chửi Thanh nghe nhắc đến mẹ thì run cả người Nó siết chặt tay thành nắm đấm Cố kìm nén cân giận Hướng mắt nhìn bà Tâm Bà Tâm cũng không muốn sinh chuyện Cho nên nháy mắt ra hiệu nó đi lên phòng Thanh rời đi rồi Ông Hoàng mới bực bội ném cái cà cá táp xuống bàn này sao anh nắm thế con bé nó có tội tình gì đâu em đã bình nó đấy rồi trong cái nhà này anh giống như là không khí vậy ông hoàng trách cứng Bà tâm nhếch môi không phải là anh nói anh giao nó cho em tùy em xử lý còn gì kìa sao bây giờ lại giận anh nói đó nó chưa đủ tuổi đâu em không sợ đi tù à mà anh cũng không muốn em với nó thân mật như vậy anh nói là anh anh đó được thôi anh không muốn thì em không có làm nữa có chịu không bà tâm vuốt ve ờ còn bây giờ anh thấy khó chịu quá em em cho anh tí mối ông hoàng quả thực lên cơn nghiện cầu xin bà tâm bà tâm cũng vui vẻ lấy trong bóp ra một cái gói bột trắng rồi cả hai dắt nhau về phòng riêng Toàn bộ cảnh này đều được Thanh đứng ở trên lầu nhìn thấy Nó hận ông Hoàng đến thấu xương Chỉ mong ông ta sốc thuốc Rồi chết bất đắc kỳ tử đi Thanh mặc dù bị cuốn vào vòng xoáy đầy toan tính Nó phải đấu tranh tâm lý Với một người đàn bà như con sâu độc Nhưng nó vẫn không muốn chảnh bàn việc học Năm nay là năm cuối cấp Nó vẫn phải cố để học hành một cách đàng hoàng nhất Cho dù không thể tập trung tối đa như trước Bà Tâm cũng không có làm khó nó Miễn là nó ngoan ngoãn Nghe lời Để cho bà ta sai khiến là được Nhưng đối với ông Hoàng Thì càng ngày lại càng gây tởm Số tiền bà ấy chi cho việc mua thuốc Cũng tăng nhiều hơn gấp bội Sử dụng nhiều như vậy Nhưng ông ta vẫn chịu được Vậy là bà Tâm bắt buộc phải đổi sang loại nặng đô hơn Mâu thuẫn dần dần bắt đầu bùng nổ Khi mà Thanh đột ngột mất tích buổi sáng ngày hôm đó nó đi học rồi không thấy về bà tâm đợi suốt cả một đêm vẫn không thấy mà gọi điện cho nó thì thuê bao hết tập 2 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại